Xin chào các bạn, lại là mình đây. Không biết là các bạn đã chán nhìn thấy mình chưa? Thế nhưng mà mình rất là vui khi mà được chia sẻ kiến thức của mình với các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học cách hỏi cũng như là trả lời về nguồn gốc của mình ấy. Để hỏi rằng một người đến từ đâu thì chúng ta có thể hỏi như sau: Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Aus welchem Land kommst du? Aus welchem Land kommst du? Aus welchem Land kommst du? Tất cả những cái câu này nó đều có nghĩa là bạn từ đâu đến. Đối với ngôn lịch sự thì chúng ta chỉ cần thay đại từ thôi và chúng ta có thể hỏi như sau: Woher kommen Sie? Wo kommen Sie her? Aus welchem Land kommen Sie? Super. Để trả lời chúng ta sẽ nói: Ich komme aus. Tên nước. Ví dụ, mình có thể nói rằng Ich komme aus Vietnam. Thông thường thì tên nước không có mạ từ der, die hay là das, mà thực ra cũng không có nước nào có mạ từ là das cả. Ví dụ như là Ich komme aus Vietnam, Ich komme aus Deutschland, Ich komme aus Spanien. Thế nhưng mà có những cái ngoại lệ. Có một vài nước có mạ từ đi kèm và chúng ta bắt buộc phải lưu tâm tới những mạ từ của chúng để mà chúng ta có thể nói một cái câu nó đúng ngữ pháp. Ok, và những nước nào đi kèm với mạ từ thì mình sẽ liệt kê cho các bạn sau đây. Với mạ từ tiểu giống đục, chúng ta có những tên nước sau đây: Iran, Iraq, Lebanon, Kosovo, Sudan, Congo, Niger. Bên cạnh đó thì có một vài tên nước lại có mạ từ đi, là giống cái ở dạng số ít, Zinula. Đó là Bundesrepublik Deutschland. Thế nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nói là Deutschland, nước Đức không, thì chúng ta không cần phải có mạ từ. Tschechische Republik, Elfenbeinküste, Republik Kongo, Mongolien, Schweiz, Slowakei, Ukraine, Türkei. Còn một vài những nước khác thì cũng có mạ từ đi nhưng mà lại ở dạng số nhiều, plural, như là USA, Bahamas, Malediven, Niederlande, Philippinen, die Vereinigten Arabischen Emirate. Các bạn cần học thuộc những cái tên nước này đi kèm với mạ từ của chúng. Nó cũng không quá là nhiều đâu. Sehr gut. Có một cái điểm đặc biệt khi mà các bạn muốn nói rằng nếu như mà các bạn đến từ những nước này thì các bạn sẽ phải có một cái mạo từ trong câu, và mạo từ này ở cái cấu trúc câu là Ich komme aus nó lại phải chia ở cách thứ ba, đó là dativ. Thực ra thì có thể là một vài bạn mới học tiếng Đức thì chưa biết cái điều này, thì các bạn chỉ cần nhớ
là cái sự biến đổi dạng của mạo từ ở trong dative thì nó sẽ như thế này. Nếu như chúng ta có dia iran thì ở trong câu chúng ta sẽ nói là ich komme aus dem Iran. Đối với die singular, ví dụ như là die Schweiz thì ở trong câu chúng ta sẽ nói là ich komme aus der Schweiz. Còn với số nhiều thì chúng ta sẽ có mạo từ như sau: ich komme aus den USA. Ok, các bạn tạm thời chỉ nhớ như vậy thôi. Sehr gut. Và để hỏi về một quốc tịch của một người, chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Chúng ta có những mẫu câu sau đây. Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Hoặc là Welche Nationalität hast du? Welche Nationalität hast du? Welche Nationalität hast du? Câu trả lời sẽ là Ich bin Vietnamese. Đó là người Việt Nam nhưng mà là giới nữ. Còn với giới nam thì chúng ta sẽ nói là Ich bin Vietnamese. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tschüss!